Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm nhân quả mang tên Người tình của chồng mang đến bí mật sốc trong ngày cưới, nữ chính lập tức hủy hôn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ân ái xong, mồ hôi trên chán thiệu bá hành vẫn chưa khô. Tôi liếc nhìn xuống dưới thân anh ta. Hay là tiếp tục. Thực ra tôi đã rất mệt rồi. Sức lực của anh ta luôn tốt như vậy. Mỗi lần anh ta chưa ra thì tôi đã mệt đến chịu không nổi. Có vài lần thậm chí còn suýt ngất đi. Về phương diện này, chúng tôi không được ăn ý cho lắm. Thiệu bá hành buông tay ôm tôi ra, khẽ cười một tiếng, thôi không sao anh đi tắm em ngủ trước đi sau đó anh ta quấn khăn tắm đi ra ngoài cờ lưng rộng chắc bị mồ hôi thấm ướt một mảng dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng màu mật ong khớp khử tay lộ vẻ màu hồng nhạt một lúc sau khi tôi mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo thiệu bá hành nói nhỏ gì đó tôi cảm thấy trên trán mình có một nụ hôn dịu dàng công ty có chút việc anh đi xử lý một chút em ngủ trước đi tôi buồn ngủ không chịu nổi gật đầu lung tung rồi lại thiếp đi cho đến khi không biết đã qua bao lâu điện thoại của tôi đột nhiên reo lên tôi bị tiếng chuông sắc nhọn kéo mạnh ra khỏi giấc ngủ sâu đầu tôi choáng váng đưa tay cầm lấy điện thoại là điện thoại của thiệu bá hành alo có chuyện gì vậy đầu dây bên kia im lặng rất lâu alo alo một lúc sau bên kia chuyển đến tiếng thở dốc thoang thoảng còn có tiếng gió rít gần như không ngắt quãng Dường như có thứ gì đó đang lốp bốp, quất vào nhau, rất giòn. Tôi giật mình tỉnh hẳn. Bá Hành, anh làm sao vậy? Không sao. Vài giây sau, giọng của thiệu bá Hành truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, giọng của anh ta có chút méo mó, mang theo tiếng rên rỉ đẻ nén. Không sao. Vừa nãy, lên cầu thang, bị ngã một cái thôi. Bảo bối, anh nhớ em. Tìm tôi khẽ động. Khóe miệng không nhìn được mà cong lên, không nhìn được mà cười trách móc. Sao anh lại dính người thế? Mới xa nhau có một lúc mà đã nhớ em rồi. Bên kia không nói gì. Một lúc rất lâu sau, Thiệu Bá Hành mới lên tiếng. Chỉ không biết tại sao, giọng của anh ta lại có chút gẳn đặc. Ừ. Sáng hôm sau, Thiệu Bá Hành trở về rồi. Rõ ràng là thức trắng cả đêm, nhưng anh lại trông rất tươi tỉnh. Không hề có chút tiểu tụy nào vì thức đêm. Tôi ôm anh ta từ phía sau lưng, không nhịn được mà ghen tị. Sao anh thức trắng cả đêm mà vẫn có thể khỏe khoắn như thế? Còn em ngủ ít hơn mấy tiếng là đã buồn ngủ đến mở mắt không ra. Thiệu bá hành cười quay lại ôm tôi, giọng nói cưng chiều. Nhà cần gì nhiều người siêng năng như vậy đâu. Chỉ cần mình anh siêng năng là được rồi. Em muốn ngủ đến bao lâu thì cứ ngủ bấy lâu. Tôi định lên tiếng thì đột nhiên đồng từ con lại. Trên cổ thiệu bá hành có một vết son đỏ nhỏ rất rõ, vị trí vô cùng nhạy cảm. Nhận ra ánh mắt tôi thay đổi, sắc mặt của thiệu bá hành vẫn không đổi. Công ty có mũi, tối qua anh bị cắn mấy phát liền. Anh ta thuận tay sờ một cái, giờ vẫn còn ngứa đấy, nhà có thuốc bôi côn khôn trùng không? Tôi ngần người trong chốc lát, vị trí vết đỏ quá trùng hợp, hình dạng cũng khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ, nhưng sao có thể chứ? tôi với thiệu bá hành ở bên nhau nhiều năm như vậy anh ta chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn một người chỉ toàn nghĩ đến tôi như vậy sao có thể phản bội tôi được đây ở bên nhau nhiều năm như vậy tôi nên tin anh ta chỉ là không hiểu sao trong lòng tôi luôn có một cảm giác khác thường không nói nên lời lo lắng bất an anh đi làm đây thiệu bá hành đã mặc vest trình tề bộ vest cao cấp thủ công của ý tôn lên dáng vẻ quý phái của anh ta ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xuyên qua cặp kính lạnh lẽo anh ta cúi đầu hôn tôi một cái động tác rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật quý giá ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nha sau khi thiệu bá hành rời đi tôi dựa vào ghế sofa lướt điện thoại wechat có một lời nhắc kết bạn tôi biết người phụ nữ trong ảnh đại diện là bạn thanh mai trúc mã của thiệu bá hành một người phụ nữ tên là lâm kha tôi hơi bối rối không biết tại sao cô ta lại đột nhiên thêm tôi làm bạn bè lâm kha có thể coi là thanh mai trúc mã với thiệu bá hành hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ nhưng sau này thiệu bá hành rất không thích cô ta ngay cả khi tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc anh ta cũng không cho tôi tiếp xúc với lâm kha anh ta nói lâm kha đi du học ở nước ngoài từ sớm chơi rất bừa bãi rất phóng túng bọn em không giống nhau tâm lý cô ta có vấn đề đừng để ý đến cô ta anh ta đã nói như vậy thật vậy trong số ít lần gặp mặt lâm kha đều ăn mặc rất gợi cảm cầm ly rượu như một bông hoa giao tế đi lại giữa đám đàn ông lúc thì vỗ vai người này lúc thì lại dựa vào vai người kia có người đàn ông nhân cơ hội sàm sỡ cô ta cô ta cũng không có tức giận ngược lại còn cười đùa với những người đàn ông đó phải nói rằng ngũ quan của lâm kha rất bình thường thuộc loại ném vào đám đông cũng không có nổi bật nhưng cô ta có một khí chất độc đáo nói hay thì gọi là phong lưu nói khó nghe thì là lẳng lơ đặc biệt là khi cười rất có phong tình đàn ông đều rất thích lâm kha chỉ có thiệu bá hành là đối xử với cô ta không chút nể nang mỗi lần cô ta tiến lại gần đều lạnh mặt lần trước Lâm Kha muốn tiến lại gần, anh ta đã đẩy cô ta ra không chút thương tiếc, tự trọng, rõ ràng là anh ta rất ghét cô ta, nhưng Lâm Kha lại không bao giờ nản lòng trong việc theo đuổi Thiệu Bá Hành, lần nào bị hắt hủi cũng đều vui vẻ chấp nhận, chỉ cần Thiệu Bá Hành ở đó, ánh mắt cô ta sẽ luôn dõi theo anh ta. Trước đây, tôi từng nghe mọi người trong giới nói rằng Lâm Kha đã thích Thiệu Bá Hành từ nhỏ. Hồi đi học đã tỏ tình với anh ta nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Còn tôi tin chắc thiệu bá hành đối với tôi là nhất mực trung tình. Nhưng lần này không hiểu sao tôi vô thức mở vòng bạn bè. Bài đăng gần nhất là vào dạng sáng 4 giờ hôm nay. Móng tay đỏ tươi của Lâm Kha cầm theo điện thoại trên cổ đeo vòng cổ đen, ngồi trên bệ rửa mặt quay lưng về phía gương, hơi nghiêng đầu, son môi trên khóe miệng đã lem luốc, ngũ quan bình thường, chỉ có đôi mắt là quyến rũ như tơ. Trong gương không bảnh vải che thân, trên tấm lưng trần trắng nõn là hình xăm hoa hồng đen rực rỡ, trên đó có những vết roi đan xen khắp nơi mang một vẻ đẹp bị ngược đãi, phần chú thích mãi mãi thuộc về chủ nhân. Tối hôm đó, tôi kể chuyện của Lâm Kha cho Thiệu Bá Hành. Thiệu Bá Hành lập tức xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi, sau khi thấy chỉ có hai câu ngắn ngủi thì hơi nhíu mày vẻ mặt chán ghét, "Ai biết cô ta lại lên cơn gì nữa, không cần để ý đến cô ta." Tôi vẫn thấy không ổn, còn muốn hỏi thì Thiệu Bá Hành đã ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi, "Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi chọn váy cưới nữa, em không sợ đến lúc đó dậy không nổi sao?" đêm đó tôi ngủ không ngon lắm cả đêm tôi không ngừng mơ không có một phút nào dừng lại sáng dậy cảm thấy toàn thân mệt mỏi nhưng lại không nhớ được bất kỳ nội dung nào trong giấc mơ tôi hôm đó bạn của thiệu bá hành mời chúng tôi đi ăn nói là để chúc mừng chúng tôi sắp kết hôn lúc ăn cơm mọi người đều chúc mừng chúng tôi năm năm yêu nhau cuối cùng cũng bế được mỹ nhân về nhà anh thiệu quá hạnh phúc rồi trời sinh một cặp trăm năm hạnh phúc nào nào nào, mọi người cùng cụng ly nào. Ngay lúc mọi người cùng nâng ly, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Kha mặc một chiếc váy ngắn màu đen bước vào, mọi người đều ngây người, ai cũng biết Lâm Kha vẫn luôn thích Thiệu Bá Hành nên trong những dịp như thế này, mọi người đều ngầm hiểu là không gọi cô ta, không biết cô ta biết tin từ đâu mà tự tìm đến. Nụ cười trên mặt Thiệu Bá Hành nhạt đi, không chút khách khí hỏi, sao cô lại đến đây? Lâm Kha vén tóc Tuy dung mạo bình thường nhưng lại có một vẻ quyến rũ độc đáo, chuyện lớn như kết hôn mà cũng không nói với tôi một tiếng, dù sao thì chúng ta cũng coi như là cô ta cười, nhiều năm tình bạn rồi. Bạn bè thấy không ổn, vội vàng hòa giải, nào nào nào, ngồi xuống đây đi, sợ cô bận rộn nên không gọi cô thôi. Cô đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng uống một ly nào. Cả tối hôm đó Lâm Kha liên tục uống rượu, kể chuyện quá khứ của cô ta với Thiệu Bá Hành đừng nhìn anh ấy bây giờ đối xử với ai cũng dịu dàng hồi đi học anh ấy dữ lắm trước đây có một tên lưu manh cứ quấn lấy tôi kết quả là anh ấy hẹn tên đó ra sau rừng đánh gãy mũi sau đó tên đó sợ quá không dám tìm tôi nữa cô ta nhìn tôi ánh mắt khiêu khích khinh thường không hề che giấu bạn bè đều có chút ngược ngùng qua loa cho có lệ thiệu bá hành từ đầu đến cuối không nói một lời thậm chí còn không thèm nhìn lâm kha lên một cái cho độc diễn của một người này càng hát càng buồn cười. Lâm Kha đến cuối cùng thì cứ liên tục uống rượu cho đến khi say mềm. Cô ta nhìn Thiệu Bá Hành hồi lâu. Thiệu Bá Hành bóc một con tôm bỏ vào đĩa của tôi, nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Uống ít rượu thôi, ăn nhiều đồ ăn vào, không thể lại đau dạ dày. Lâm Kha đột nhiên cười khổ, lào đào đứng dậy ra khỏi cửa. Thiệu Bá Hành sắc mặt không đổi, chỉ là ở bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ có tôi mới có thể nhận ra sự bực bội trên khóe mắt với lông mày của anh ta. Nếu lo lắng thì ra ngoài xem thử đi, tôi thở dài, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm như vậy. Thiệu Bá Hành nhạt nhạt nói, không cần, không liên quan gì đến anh. Nhưng mà theo thời gian, Lâm Kha vẫn không quay lại, sắc mặt Thiệu Bá Hành càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng thì anh ta cũng đứng dậy, tôi đi vệ sinh một lát. Dựa qua ba tuần, bạn bè đều say mềm, lơ thơ ngồi trên ghế. Còn thiệu bá hành thì vẫn chưa quay lại. Tôi đi ra ngoài tìm anh ta thì thấy Lâm Kha đang bị một người đàn ông trung niên hói đầu béo bụng kéo. Người đàn ông ôm eo cô ta, mặt mày muốn đưa cô ta ra ngoài. Lâm Kha say đến mức không đứng vững, không có sức đẩy ông ta ra. Ngay lúc tôi định tiến lên thì đột nhiên có một bóng người lao tới, đấm thẳng vào mặt của người đàn ông, kéo Lâm Kha trở về. Người đàn ông bị đánh ngã xuống đất, định ngẩng đầu lên trời thề. Nhưng khi nhìn thấy dáng người của thiệu bá hành thì lại hèn nhát cúi đầu, lầm bầm đứng dậy chạy mất. Thiệu bá hành nổi giận, đáy mắt lạnh lẽo. Tôi không nghi ngờ gì nếu như người đàn ông đó đi chậm hơn vài phút thì anh ta thực sự sẽ đánh chết ông ta. Trước mặt tôi, anh ta luôn là người ôn hòa nhã nhặn. Tôi chưa từng thấy anh ta như thế này Tôi ngây người đứng ở đằng xa, nhìn thiệu bá hành dùng sức kéo cổ tay Lâm Kha, đầy vẻ tức giận hỏi cô ta. Mẹ kiếp, cô điên rồi sao? Có phải cô trời sinh đắt tiện như vậy không? Có thể đi với bất kỳ người đàn ông nào không? Vừa nãy tôi không đến thì sao? Cô để ông ta đưa cô đi hả? Lâm Kha ngây người nhìn anh ta hồi lâu, đột nhiên rơi nước mắt, dùng sức ôm lấy thiệu bá hành, vùi mặt vào lòng anh ta. Tôi tưởng anh sẽ đẩy cô ta xa, nhưng anh ta không. Sau khi dừng lại một lát, Thiệu Bá Hành đưa tay ôm lấy cô ta. Tối hôm đó, Thiệu Bá Hành nhờ bạn đưa tôi về nhà. Anh ta nói Lâm Kha say quá, không thể rời khỏi người. Nói đưa cô ta về, rồi sẽ về nhà ngay. Nhưng tôi ngồi trên ghế sofa đến sáng, anh ta vẫn chưa về. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cuối cùng anh ta cũng về. Tối qua cô ta làm ẩm ĩ quá, dù sao cũng cùng nhau lớn lên, Lỡ xảy ra chuyện gì thì anh không thể trả lời với bố mẹ cô ta được. Anh ta ôm lấy tôi, đôi mắt đen láy tràn đầy tình yêu. Vợ à, anh với cô ta thực sự không có gì cả, em đừng không vui được không? Tôi vừa định nói thì ánh mắt liếc thấy túi áo khoác của anh ta phồng lên, giơ tay ra lấy. Khi nhìn rõ thứ đó thì tôi ngây người, đó là một hộp bao cao su đã mở. Ngày đính hôn, tôi ngồi trong phòng trang điểm gần người nhìn vào gương. Nhân viên trang điểm liên tục khen tôi. Chị ơi, da chị đẹp thế, dưỡng thế nào vậy? Em xinh quá, chú rể có phúc quá. Nhưng tôi chỉ nhìn mình trong gương, không nói nên lời. Về hộp bao cao su đó, lời giải thích của thiệu bá hành là Lâm Kha cố tình bỏ vào túi anh ta. Cô ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ anh ta, ghen tị vì tôi với anh kết hôn, cố tình phá hoại mối quan hệ của chúng tôi. Thái độ của anh ta thành khẩn như vậy, thề thốt chỉ yêu mình tôi, sự lo lắng trong mắt không phải là giả vờ. Tôi tin rồi, tình cảm mấy lâu nay tôi vẫn luôn rất tin tưởng anh ta. Thiệu bá hành chưa từng phản bội tôi, nhưng tôi vẫn luôn bất an, dường như có một bàn sao khác của tôi đang cười nhạo sự tự lừa dối của chính mình. Giống như đang đứng trên bờ vực, dưới chân rõ ràng là đá cứng, nhưng không biết khi nào một cơn gió thổi tới sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng nhân viên trang điểm trang điểm xong đi ra ngoài tôi định sách váy đứng dậy nhưng vừa mới quay người thì dừng lại không biết từ lúc nào lâm kha đã xuất hiện sau lưng tôi cô ấy mặc một chiếc váy dài hở lưng màu trắng trên người lại thêm nhiều vết thương mới đỏ tươi trói mắt cô đến đây làm gì tôi vô thức cau mày lâm kha tay cầm một hộp quà màu đỏ tươi cười đưa cho tôi đến tặng cô một món quà kết hôn Chiếc hộp rơi vào tay tôi, nhẹ bẫng, không có gì nặng. Lạ thật, tay tôi lúc đó bắt đầu run rẩy như thể tiềm thức đã nhìn thấy trước số vận sắp xảy đến. Lâm Kha nhìn tôi từ trên cao xuống, khóe miệng nở nụ cười kỳ lạ. Không mở ra xem thử sao. Cô ta nói, tôi run rẩy mở hộp ra. Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc roi da màu đen. Lúc đó, lòng tôi kỳ lạ thay lại bình tĩnh, mọi cảm xúc và suy nghĩ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, như thể cả thế giới không còn, chỉ còn lại chiếc roi trước mắt. Cô thực sự cho rằng Thiệu Bá Hành yêu cô sao? Lâm Kha chống hai tay lên bàn, ánh mắt ác ý lóe lên. Mỗi tuần ở bên cô, anh ấy đều đến hành hạ tôi một lần. Cô ta quay người khoe những vết thương trên lưng, giống như người chiến thắng tự hào khoe huy chương trên người vậy. Anh ấy thích đánh mông với lưng tôi nhất. Mỗi lần đều đánh tôi đến mức da thịt nứt ra. Tôi nhìn thẳng, lầm bẩm Không thể nào. Người yêu, đầu gối tay ấp, chung chăn chung gối với tôi hơn một nghìn ngày đêm. Không thể là người như vậy. Lâm Kha cười gầy một tiếng, đặt điện thoại trước mặt tôi. Tôi biết cô sẽ không tin. Cô tự xem đi. Cô ta mở một đoạn video. Màn hình rung truyền vài lần hướng về phía Lâm Kha đang quỳ trên mặt đất. Tứ chi bị trói chặt bằng dây thừng. Sau đó, bóng người mà dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra xuất hiện. Người đàn ông mỗi sáng đều cẩn thận hôn tôi. Thiệu bá hành, mặc áo vest, áo sơ mi trắng rắn lên để lộ cơ bắp săn chắc trên cánh tay. Cảm giác áp bức và thống trị mạnh mẽ như một con thú dữ thoát khỏi lồng. Không còn che giấu nữa, anh ta quất roi từng roi vào người của Lâm Kha. Mỗi roi đều mang theo tiếng gió, không chút thương tiếc lâm kha mặt đỏ bừng vẻ mặt đê mê đau đến toàn thân run rẩy nhưng miệng bị chặn lại không nói nên lời chiếc roi mà thiệu bá hành cầm trong tay chính là chiếc roi trước mắt tôi lúc này không biết qua bao lâu thiệu bá hành đi đến trước mặt lâm kha đôi mắt luôn mang theo ý cười dịu dàng giờ chỉ còn lại sự phấn khích lạnh lùng anh ta nhìn xuống lâm kha dùng đôi giày da sạch sẽ dẫm lên mặt cô ta giọng nói lạnh lùng sướng không còn chó cái có phải ai đánh em cũng được không người đàn ông đã đưa em đi hôm nay cũng có thể đánh em sướng như vậy không thiệu bá hành tháo miếng bịt miệng cô ta xa lâm kha ngây ngất ngẩng đầu nhìn anh ta giọng run rẩy không con chó cái chỉ thuộc về một mình chủ nhân thiệu bá hành nhìn cô ta một lúc khóe miệng nhếch lên anh ta vỗ mặt lâm kha nụ cười lộ ra như một phần thưởng chó ngoan cô hiểu anh ấy không lâm kha đưa móng tay đỏ tươi chỉ vào chiếc hộp cô biết sở thích tình dục của anh ấy không cô biết khi nào anh ấy hưng phấn nhất không cô có biết anh ấy từng nói với tôi rằng mỗi lần làm với cô đều nhạt nhẽo như uống nước lọc không anh ấy nói cô giống như cá chết vậy không có phản ứng gì cả anh ấy chưa bao giờ thỏa mãn khi ở trên người cô cô ta ngồi xổm xuống tươi cười nhìn tôi tôi và anh ấy mới là người hợp nhau nhất cô căn bản không biết người nằm cạnh gối mình thực ra là người như thế nào cô có biết đêm hôm đó anh ấy gọi điện cho cô thì anh ấy đang làm gì không anh ấy đang làm tình với tôi cuộc điện thoại đó là tôi gọi cho cô cô chỉ là một mắt xích trong trò chơi của chúng tôi mà thôi cô có biết hôm đó anh ấy đưa tôi về nhà chỉ vì tôi bị người đàn ông đó ôm một cái mà anh ấy tức giận đến mức nào không anh ấy đã đánh tôi suốt một đêm cô thấy hộp bao cao su đó rồi chứ cô ta nhau mắt đắc ý nói anh ấy dùng chỉ còn lại một cái thôi cô căn bản không nên ở bên anh ấy tôi mới là người lời cô ta nói bị cắt ngang cánh cửa bị đẩy mạnh ra thiệu bá hành khi nhìn thấy chiếc roi trong tay tôi thì cả người cứng đơ tôi cứng nhắc ngẩng đầu lên chậm chạp nếm được mùi tanh của máu trong khoang miệng lau một cái tôi cúi đầu ngón tay cái toàn là máu tôi không biết từ lúc nào mà tôi đã cắn nát môi mình mẹ kiếp cô bị làm sao vậy thiệu bá hành tát mạnh vào mặt của lâm kha Lâm Kha bị đánh cho loạn choạng nhưng không giận mà cười, ánh mắt trở nên mơ màng. Thiệu bá hành không quan tâm đến cô ta, vội vàng chạy đến trước mặt tôi, muốn ôm tôi. Vợ à, em nghe anh nói đã, em nghe anh giải thích. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Được, anh giải thích đi. Thiệu bá hành há miệng không nói nên lời. Lâm Kha đột nhiên vịn vào bàn nôn khan, sắc mặt tái nhợt. Thiệu bá hành nổi giận. Mẹ kiếp, cô có thể đừng giả vờ nữa không? lâm kha rốt cuộc thì cô muốn như thế nào lâm kha cong môi đỏ lấy ra một lọ thuốc màu trắng ném xuống đất trước khi đến gặp anh em đã uống một lọ thuốc ngủ thiệu bá hành hôm nay anh phải đi cùng em hoặc là trơ mắt nhìn em chết thiệu bá hành nhặt lọ thuốc lên sắc mặt đại biến cô điên rồi sao lâm kha cười ha hả đúng em điên rồi em chính là điên rồi em đã yêu anh đến phát điên rồi hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô ta. Thiệu bá hành, em đã yêu anh nhiều năm như vậy. Vì anh mà em đã trở nên hèn mọn đến mức không còn chút tôn nghiêm nào. Anh đối xử với em như thế nào em cũng cam tâm tình nguyện. Thanh xuân của em, cơ thể của em, cả con người em đều là của anh. Từng vết thương trên người em đều là do chính tay anh đánh. Cơ thể em là thứ phù hợp nhất với hình dáng của anh. Không ai có thể toàn tâm toàn ý yêu anh như em đâu. Thiệu bá hành, không có anh em thả chết, Nói rồi cô ta đã không chịu nổi nữa, cơ thể dần mềm nhũn, khóe miệng trào bọt trắng. Thiệu bá hành không nhịn được nữa, kinh ngạc mắng. Cái đồ điên! Sau đó anh ta bế thốc cô ta lên, đá tung cửa rồi chạy ra ngoài. Thiệu bá hành! Tôi gọi tên anh ta. Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Chỉ nghe anh ta nói một câu. Xin lỗi. Sau đó anh quay đầu bước đi, không còn nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Tôi ngồi trong phòng trang điểm rất lâu mới đi ra ngoài, sắc mặt của họ hàng với bạn bè đều có chút khác thường. Vừa rồi khi Thiệu Bá Hành bế Lâm Kha ra ngoài, mọi người đều nhìn thấy, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, có tò mò, có hóng hớt, có thương hại, như những mũi tên chỉ là tim tôi dường như đã không còn cảm giác gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy thế giới như cách tôi một lớp kính. Tôi có thể nhìn thấy những hỉ nộ ái ố đó, nhưng lại không cảm thấy gì cả. Vài giây sau tôi lên tiếng. Hủy hôn đi. Hôm nay coi như tôi mời mọi người ăn một bữa cơm. Chiếc váy cưới lộng lẫy được thợ may người Pháp may thủ công trong 30 ngày. Tôi chỉ mặc được có hai tiếng. Về đến nhà, tôi không nghỉ ngơi mà bắt đầu dọn dẹp đồ đạc ngay. Thực ra không cần phải vội vã rời đi như vậy. Chỉ là tôi phải tìm cho mình việc gì đó để làm. Nếu không, não tôi sẽ tự làm tôi phát điên mất. Tôi đã sống ở ngôi nhà này 5 năm, đầu đầu cũng có dấu vết của tôi. Muốn dọn đi, thật không dễ dàng. Tôi dọn dẹp được vài tiếng cho đến khi trời tối mới dọn được chưa đến một nửa. Không biết từ lúc nào bên ngoài đã mưa giả dích, thiệu bá hành đã trở về. Xem ra, Lâm Kha đã được cứu sống rồi. Anh ta vẫn mặc bộ vest cưới, người bị mưa làm ướt, cứ thế đứng ở cửa nhìn tôi dọn dẹp. Chúng tôi đều không nói gì, cho đến khi tôi kéo đồ đạc đi ngang qua anh ta, anh ta mới khàn giọng lên tiếng. Xin lỗi, Trần nặng. Tôi nhìn thiệu bá hành, trong mắt đã hiểu ý của anh ta. Anh ta không giống như trước kia khi cãi nhau đòi chia tay, lại ôm tôi không cho tôi đi, cũng không giải thích níu kéo chúng tôi đều hiểu rõ rằng chuyện lần này không còn đơn giản là cãi nhau nữa mà anh ta đã đưa ra lựa chọn tại sao giọng tôi run rẩy thật vô dụng nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân năm năm rồi ngay cả một con chó cũng nuôi quen rồi anh ta đã trở thành một phần cuộc sống của tôi mọi tưởng tượng về tương lai của tôi đều có anh ta tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ đi đến cuối cùng nhưng cốt truyện thực tế lại phi lý đến vậy. Nó đã giáng cho tôi một đòn nặng nề theo cách mà tôi không ngờ nhất, khiến tôi không biết mình ngây thơ đến mức nào. Những đêm tôi tưởng Thiệu Bá Hành ân cần dịu dàng, hóa ra anh ta không phải sợ tôi mệt mà chỉ vì tôi không thể thỏa mãn sở thích của anh ta. Người mà tôi từng cho là món quà mà trời ban cho tôi, hóa ra mỗi tuần đều quan hệ với những người phụ nữ khác mà anh ta lại ngụy trang tốt như vậy. Lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không phát hiện ra. Chúng tôi đến chùa treo thẻ cầu xuyên. Khi tôi cầu nguyện được bạc đầu dai lão với anh ta thì anh ta đang làm gì? Là đang nghĩ xem khi nào có thể về dạy dỗ Lâm Kha không? Tôi đột nhiên thấy buồn nôn. Thực ra còn cần hỏi gì nữa đây? Tôi đã sớm biết câu trả lời rồi. Xin lỗi. Thiệu bá hành cục mi xuống. Nhưng cô ấy không thể sống thiếu anh. Những năm qua, là anh đã biến cô ấy thành như vậy. Cô ấy đã không thể rời xa anh rồi. Anh có trách nhiệm với cô ấy. Trần Nặc, anh thực sự rất thích em. Anh cũng thực sự muốn kết hôn với em. Anh ta dừng lại một chút. Nhưng hôm nay anh mới biết, anh không thể mất cô ấy. Thật kỳ lạ, lúc này tôi chỉ muốn cười. Không biết là cười vì thế giới này thật nực cười hay cười vì tôi quá ngu ngốc. Năm năm, đổi lại chỉ được một câu, anh ta không thể mất cô ấy tôi không nói gì nữa đẩy cửa đi ra ngoài cánh cửa đóng lại hoàn toàn ngăn cách tôi với thiệu bá hành tôi nhanh chóng từ chức ở công ty của thiệu bá hành anh ta không níu kéo tôi chỉ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi phê duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi sau đó thưởng cho tôi một khoản tiền thưởng lớn tôi nhìn vào con số trên thẻ ngân hàng đột nhiên thấy hơi buồn cười lúc đầu tôi định ở lại nước ngoài tôi tốt nghiệp stanford vừa tốt nghiệp tôi đã được một ngân hàng đầu tư ở phố Wall trả lương 300.000 đô la Mỹ một năm, nhưng chỉ vì một câu về nước giúp anh ta của Thiệu Bá Hành, tôi đã từ bỏ công việc lương 500 vạn và về nước cùng anh ta. Những năm qua, tôi vẫn làm việc trong công ty của anh ta, mọi dự án đầu tư của công ty đều phải chạy qua tay tôi. Những năm đầu Thiệu Bá Hành vì muốn có thành tích để bố anh ta nhìn thấy mà làm việc như điên hai chúng tôi thường xuyên tăng ca đến đêm khuya rồi cùng nhau về nhà trong tình trạng mệt mỏi ngả đầu là ngủ tôi từng nghĩ chúng tôi không chỉ là người yêu mà còn là chiến hữu hỗ trợ lẫn nhau tôi đã vô số lần cảm ơn trời đã ban cho tôi một người bạn tâm giao như vậy thiệu bá hành cũng vô số lần ôm chặt tôi vào lòng trong đêm khuya nói rằng anh ta rất biết ơn tôi nói rằng anh ta yêu tôi nói rằng anh ta không thể thiếu tôi nhưng chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, anh ta đã không còn cần tôi nữa. Hóa ra từ đầu đến cuối tôi chưa từng nhìn thấu con người này. Tôi thuê một căn nhà mới, không sang trọng như căn hộ lớn ở trung tâm thành phố của Thiệu Bá Hành, nhưng một mình tôi ở thì cũng đủ rồi. Tôi cố ý thuê một căn nhỏ hơn, tôi bắt đầu sợ ở một mình trong căn nhà lớn quá trống trải, sự im lặng đôi khi ồn ào đến mức khiến cho người ta khó chịu. Tôi biết tin Thiệu Bá Hành với Lâm Kha ở bên nhau qua một người bạn. Cô ấy do dự rất lâu rồi mới cẩn thận hỏi. Thiệu Bá Hành và Lâm Kha ở bên nhau rồi, cậu biết chuyện này không? Tôi sững người, quên mất mình đã cúp điện thoại như thế nào. mưa thù giả dích, mang theo hơi lạnh tiêu sắt, treo lơ thơ trên cửa sổ. Thực ra tôi đã sớm đoán được, chuyện sớm muộn thôi. Chỉ là khi tận tai nghe thấy, tôi vẫn cảm thấy như toàn thân mình bị rút hết sức lực mềm nhũn vô lực những ngày tiếp theo tôi đều xem lâm kha khoe ân ái họ cùng nhau đến akita xem lễ hội pháo hoa đó là nơi mà thiệu bá hành đã từng hứa sẽ cùng tôi đến dưới màn pháo hoa mà tôi đã từng thấy vô số lần trong mơ anh ta đang nắm tay người khác họ cùng nhau đến disney hôn nhau ở nơi chúng tôi từng chụp ảnh những dấu vết tôi từng để lại bên anh ta đã bị xóa đi từng chút một họ xăm tên của nhau lên ngực trên lồng ngực mà tôi đã từng nằm vô số lần giờ đây đã khắc tên một người phụ nữ khác Lâm Kha nói hãy ở bên nhau sớm tối bốn mùa tôi tự hành hạ mình khi nhìn những bức ảnh đó mặc dù trái tim đã đau đến mức không còn cảm giác họ trông thực sự rất tốt tốt hơn cả khi anh ta ở bên tôi sau đó Thiệu Bá Hành cũng từng liên lạc với tôi gọi cho tôi một cuộc điện thoại dạo này em thế nào Tôi không nói gì, anh ta thở dài rồi tiếp tục nói. Anh biết, anh có lỗi với em, anh thực sự muốn bù đắp cho em. Em muốn gì, hoặc sau này gặp chuyện gì cũng có thể nói với anh. Anh sẽ cố gắng giúp em. Tôi biết, anh ta không phải lưu luyến, anh ta chỉ cảm thấy có chút áy náy. Đợi đến khi anh ta cảm thấy đã dùng vật chất lấp đầy sự áy náy trong lòng, anh ta sẽ có thể dứt khoát rút lui. Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới chia tay vài ngày, nhưng giọng nói này lại khiến tôi xa lạ đến vậy tôi không nhớ nổi những lời đường mật mà thiệu bá hành từng nói với tôi tôi chỉ nhớ được giọng nói lạnh lùng phấn khích của anh ta trong đoạn video đó có lẽ là do buổi tối không ăn cơm dạ dày tôi đột nhiên cuộn lên gần như lăn lộn bò xuống giường chạy vào nhà vệ sinh chống tay vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo cho đến khi tôi cảm thấy như ngũ tạng lục phủ đều đã nôn ra ngoài tôi mới miễn cưỡng chống người đứng dậy trên khuôn mặt tái nhợt bị nước mắt làm nhòe đi, chỉ còn đôi mắt là đỏ ngầu. Bên kia, thiệu bá hành sốt ruột. Trần nặc, em làm sao vậy? Vợ à! Tôi lật người dựa vào tường cúp điện thoại. Sau đó rút thẻ điện thoại đó ra, ném vào bồn cầu, xả sạch sẽ cùng với chất bẩn. Sau khi rời ra thiệu bá hành, tôi bắt đầu mơ thấy anh ta từng đêm từng đêm. Trong mơ, luôn là ngày tuyết rơi lớn khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, mũ tôi bị gió thổi che mất mắt, chân trượt ngã, tôi hét lên không ngừng. người đàn ông trước mặt cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy tôi khi tôi đâm vào lòng anh ta. chúng tôi cùng nhau ngã xuống đất, anh ta đỡ tôi ở dưới, tôi đội mũ trên mặt, hoàng hốt lắp bắp xin lỗi. anh ta hít một hơi, nhấc mũ tôi lên. năm năm rồi, tôi vẫn nhớ tuyết ngày hôm đó, được đèn đường chiếu thành màu vàng ấm áp như thể những hạt vàng rơi xuống khắp nơi. Anh ta chớp chớp hàng mi dài, phủi những hạt tuyết. Khi nhìn thấy mặt tôi thì ngẩn ra, rồi nhướng mày, nở một nụ cười. Đôi môi hồng anh đào như hoa đào nở giữa mùa đông. Khoảnh khắc đôi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi chỉ có một suy nghĩ. Người này đẹp trai thật. Đó là lần đầu tiên tôi với Thiệu Bá Hành gặp nhau. Đáng tiếc, lần đầu gặp mặt đẹp đẽ bao nhiêu, thì sau này lại càng hỗn loạn bấy nhiêu tôi luôn giật mình tỉnh giấc với đôi mắt đẫm lệ sau đó không thể ngủ lại được nữa đêm nào cũng mở mắt đến sáng tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm không ngủ được cuối cùng tôi bắt đầu sợ hãi khi đêm đến tôi không thể không nghĩ bây giờ thiệu bá hành với lâm kha đang làm gì sau đó tôi phát điên vì tức giận tôi biết mình dường như bị bệnh nhưng tôi không còn cách nào khác sự phản bội của thiệu bá hành như một nhát dao đâm vào ngực tôi đóng đinh tôi vào nơi băng giá tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn máu ấm trong cơ thể mình từ từ chảy hết cuối cùng chỉ còn lại ngực bị máu rồi bị băng đóng băng từng chút một những ngày như vậy kéo dài một tháng tôi chậm chạp nhận ra rằng mình không ổn vì vậy khi một công ty săn đầu người tìm đến tôi lần nữa tôi đã không từ chối không ai cứu tôi tôi phải tự cứu mình Công ty mới trả cho tôi mức lương khá, vào làm là phó tổng, chỉ là công ty có nhiều việc không làm hết, bận rộn muốn chết, ngày nào cũng tăng ca đến 11, 12 giờ đêm. Tôi ngày nào cũng mệt muốn chết, về nhà cởi quần áo là ngã vào giường ngủ khò khò. Tôi thậm chí không có thời gian để xem Lâm Kha khoe ân ái trên vòng bạn bè. Trong mơ, Thiệu Bá Hành xuất hiện ngày càng ít, thay vào đó là những tờ báo cáo vô tận như những bông tuyết chôn vùi tôi cứ như vậy liên tục ba tháng tôi mới rảnh rỗi được hai ngày khi nhìn thấy lâm kha lần nữa tôi mới nhận ra rằng mình không còn khó chịu như vậy nữa ngực vẫn còn nhói lên nhưng không còn đau nữa tôi ngẩng đầu lên lúc này mới nhận ra rằng đã lâu rồi tôi không nghĩ đến thiệu bá hành thời gian quả thực là liều thuốc tốt nhất vết thương mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không lành được giờ đây cũng bắt đầu đóng vầy mặc dù tôi đã cố gắng tránh xa những tin tức liên quan đến thiệu bá hành nhưng khi ăn tối với bạn bè thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tên của anh ta có người hỏi họ có đính hôn không cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi hôm đó tôi thấy lâm kha đăng một chiếc nhẫn trên vòng bạn bè nói rằng đẹp lắm có phải đang ám chỉ thiệu bá hành không một người bạn khác thân thiết với họ cười khẩy thôi đi dạo này lão thiệu sắp nổ tung cả đầu rồi tôi đoán là họ không ổn được bao lâu nữa đâu tại sao còn không phải là do Lâm Kha quản quá chặt sao, người bạn này có quan hệ khá tốt với tôi khinh thường nói, cô ta tự mình cướp chồng người khác nên lúc nào cũng nghĩ sẽ có người phụ nữ khác đến cướp chồng mình. Hồi đó lão Thiệu cặp kè với Trần Nặc, cô ta liền nghĩ rằng anh ta cũng sẽ cặp kè với người khác sau lưng cô ta, ngày nào cũng quản chặt lắm, lão Thiệu đi ăn cơm, cô ta phải gọi điện hỏi 800 lần, lão Thiệu không nghe máy là cô ta chạy đến tìm. Lần đó trước mặt chúng tôi, hai người họ đã cãi nhau. Lão Thiệu nói cô ta điên rồi, mắng cô ta bị bệnh. Lâm Kha thì nói Lão Thiệu không nghe điện thoại là vì làm chuyện mờ ám. Nói rằng cô ta đã hy sinh nhiều như vậy. Nếu như Lão Thiệu không đối xử tốt với cô ta, thì cô ta sẽ cùng anh ta chết. Nói chung là giống như một kẻ điên vậy. Tôi thấy dạo này Lão Thiệu tiểu tụy đi nhiều rồi. Nhưng cũng đáng đời, đều là tự anh ta chuốc lấy thôi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy nhìn lại vòng bạn bè của lâm kha quả nhiên không còn khoe ân ái như trước nữa luôn đăng một số bài viết buồn bực vào lúc nửa đêm xem ra đúng là có vấn đề về tình cảm nhưng cũng không liên quan đến tôi nữa tôi suy nghĩ một chút dứt khoát xóa rồi chặn cả hai người họ trước đây tôi vẫn luôn muốn xem xem động thái của bọn họ nhưng bây giờ thì tôi lại thấy chán tôi cũng nên quên thiệu bá hành hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới chỉ là tôi không ngờ tôi sẽ gặp lại thiệu bá hành nhanh như vậy sau kỳ nghỉ tôi nhận được một dự án đầu tư đối tượng đầu tư là thông hóa là công ty của thiệu bá hành nhìn vào phương án đầu tư tôi không khỏi cười khổ đây là duyên nợ gì vậy chứ một thành phố lớn như vậy hàng chục triệu dân nhưng lại không thể trốn tránh tôi từ chối tiệc tối giao thương vào buổi tối đối với thiệu bá hành dự án lần này hẳn là rất quan trọng anh ta hẳn là sẽ đích thân tham dự mẹ anh ta thực ra là một tiểu tam lên ngôi trên anh ta còn có một anh trai với một chị gái là con của vợ cả của bố anh ta những năm gần đây bố anh ta ở bên ngoài cũng không có nhàn rỗi lại có thêm mấy đứa con riêng anh ta muốn thừa kế gia sản thì phải cố gắng nổi bật giữa những người con tôi nhớ một đoạn thời gian trước công ty con mà anh ta tiếp quản vì đầu tư vào một dự án thất bại dẫn đến không thể thu hồi vốn, dòng tiền gần như đứt đoạn. Bây giờ anh ta hẳn rất cần số tiền này để vượt qua khó khăn, nhưng tôi không muốn gặp anh ta. Tôi tưởng tiệc tối lần này cũng phải rất muộn, không ngờ chỉ ra ngoài hai tiếng đồng hồ, đồng nghiệp đã tức giận trở về. Người của công ty thông hóa kia đúng là có vấn đề. Sao vậy? Tôi ngẩng đầu lên, đồng nghiệp đột nhiên ném tập đầu tư lên bàn, mặt đỏ bừng, Ban đầu nói chuyện rất tốt, thái độ của tổng giám đốc Thiệu cũng không tệ. Chỉ là điện thoại của anh ta cứ gieo mãi thôi, anh ta cũng không nghe. Ăn cơm được một nửa, tổng giám đốc Trương đi vệ sinh, bảo tôi giới thiệu cho anh ta về kế hoạch đầu tư tiếp theo. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh anh ta nói vài câu, thì đột nhiên bạn gái của anh ta đẩy cửa sông vào. Thấy tôi ngồi cạnh anh ta, liền nổi điên lên, tát tôi một cái, túm tóc tôi chửi tôi là đổ đĩ. Nói tôi có phải là muốn quyến rũ bạn trai của cô ta không? đồng nghiệp tức đến run cả môi chỉ vào má của mình cô xem cô ta đánh tôi này tôi mới cấy tóc xong cô ta giật mất của tôi nhiều như thế này tôi kinh ngạc không đến mức đó chứ các cô chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi mà đúng thế bạn gái anh ta cứ khăng khăng rằng tổng giám đốc thiệu không nghe điện thoại là vì đang ở ngoài ve vãn phụ nữ nói tôi thấy anh ta có tiền nên muốn cướp chồng cô ta đây không phải là chứng khoang tưởng bị hại sao? tôi mới quen anh ta thôi huống hồ tôi không thích đàn ông tôi là les mà Mẹ kiếp, người này có phải là bị thiểu năng không vậy? Nếu như không phải mẹ tôi không cho tôi báo cảnh sát thì tôi nhất định phải cho cô ta vào tù. Cuối cùng khoản đầu tư vào thông hóa đã bị rút lại, bởi vì nữ đồng nghiệp bị đánh không phải là người bình thường, cô ấy là con gái của chủ tịch. Chủ tịch cho cô ấy bắt đầu từ cấp cơ sở để cô ấy có thể hiểu rõ về công ty, sau này dễ tiếp quản gia sản vì chủ tịch và gia đình thiệu bá hành cũng quen biết nên lần này không truy cứu trách nhiệm của lâm kha nhưng khoản đầu tư vẫn bị hủy bỏ dù thiệu bá hành có cố gắng cứu vãn như thế nào thì cũng vô ích chuỗi vốn của công ty anh ta đứt đoạn hoàn toàn suýt nữa thì phá sản cuối cùng vẫn là bố anh ta bỏ tiền ra cứu tuy nhiên lần thất bại này có lẽ khiến bố anh ta rất thất vọng về anh ta dứt khoát đưa con trai cả vào công ty tổng có ý định thay đổi người thừa kế để bồi dưỡng thiệu bá hành phải vắt óc mới vực dậy được công ty sau đó đầu tư vào một số dự án có lợi nhuận khá tốt muốn cố gắng lấy lại kỳ vọng của bố thiệu thiệu bá hành để mắt đến một mảnh đất ở ngoại ô vì mảnh đất này anh ta bắt đầu đi khắp nơi kêu gọi đầu tư chiều đãi nhiều công ty đầu tư dự định đánh một trận lật ngược tình thế ngoạn mục chúng tôi đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy gặp lại nhau tôi và thiệu bá hành đều sừng sốt mấy tháng không gặp thiệu bá hành vẫn như trước bộ vest được cắt may vừa vặn tôn lên vẻ sang trọng của cả người đẹp trai vô cùng dạo này em ổn chưa anh ta nhìn vào mắt tôi ánh mắt phức tạp tôi bình tĩnh nói ổn lắm sau đó chúng tôi không nói thêm gì nữa quay người ngồi xuống cả bữa ăn ánh mắt của thiệu bá hành luôn vô tình hay cố ý dừng lại trên người tôi anh ta luôn cố gắng bắt chuyện với tôi nhưng đều bị tôi lảng tránh cho đến tận bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta tôi vẫn còn sợ hãi không kìm được cơn tức giận tôi quỳ sự tức giận này là do phản ứng căng thẳng với những ngày tháng đau khổ trước đây còn tình cảm với thiệu bá hành thì đã sớm bị tiêu trừ hết trong những ngày tháng mất ngủ triển biên trong lúc ăn điện thoại của thiệu bá hành liên tục đổ chuông lúc đầu anh ta còn nghe máy giải thích nhỏ giọng sau đó dứt khoát tắt máy vẻ không kiên nhẫn trên mặt không hề che xấu rượu đã qua ba tuần cánh cửa phòng bỗng bị đẩy ra mọi người quay đầu lại chỉ thấy lâm kha mặc váy bó sát đi vào bên trên là áo hai dây quấn ngực để lộ ra những hình xăm hoa hồng lớn trên người những vết roi đòn đỏ tươi ngày nào giờ đây đã phai thành những vết dẹo trắng bệch sắc mặt của thiệu bá hành thay đổi đứng dậy định kéo cô ta sao em lại đến đây đừng có ở đây mà phát điên lâm kha hất tay anh ta xa người khác đi ăn đều dẫn theo vợ sao anh lại không bao giờ dẫn em đi ánh mắt cô ta lướt qua tôi trên mặt lộ ra vẻ chế giễu và tức giận như cười như không. Ồ, hóa ra là lén lút hẹn hò với người tình cũ. Nhân viên cấp dưới của thiệu bá hành vội đứng dậy hòa giải, nhường ghế. Bà chủ đến rồi, mời ngồi. Lâm Kha liếc tôi một cái, ung dung đi đến ngồi đối diện tôi, cười nói. Để mọi người chê cười rồi, tôi là bạn gái của thiệu bá hành. Những người trên bàn đều là người tinh danh, lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Sắc mặt không đổi chào hỏi cô ta, thật là trai tài gái sắc, sự nghiệp của Tổng Giám Đốc Thiệu thành công như vậy, xem ra cũng có người phụ nữ đàm đang đứng sau. Đúng vậy, bao giờ kết hôn, chúng tôi cũng đến uống rượu bừng. Trên mặt ai cũng nở nụ cười, nhưng nhìn kỹ thì sắc mặt của tất cả mọi người đều có chút kỳ lạ. Tôi nghe thấy có người ở bên cạnh cười khẩy, lắc đầu. Đây là hoàn cảnh gì đây? Tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc trang phục trình tề. Mọi người đều đến để bàn công việc, nhưng lâm kha vẫn như trước thích mặc loại váy hai dây ngắn như thế này nếu ở hộp đêm thì ăn mặc như vậy cũng không sao nhưng ở đây thì thật là mất mặt đặc biệt là thân phận của cô ta còn là bạn gái của thiệu bá hành không biết giữ thể diện như vậy liên lụy đến cả thiệu bá hành cũng bị coi thường nhìn biểu cảm của thiệu bá hành thì có lẽ chuyện này không phải chỉ xảy ra một hai lần nhưng lâm kha thì lại không hề nhận ra cầm lấy chai mau đài rót đầy cho mình đứng lên nâng ly cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bá hành nhà chúng tôi ly này tôi uống trước mọi người tùy ý tốt tốt lắm nữ trung hào kiệt tổng giám đốc thiệu thật là có phúc miệng mọi người đều khen ngợi nhưng trong mắt đều là sự chế diễu mọi người đều không thiếu bữa ăn này hay ly rượu này hôm nay đến đây cũng là đề bàn chuyện làm ăn nâng ly chúc tụng qua lại ai lại như lâm kha vừa lên đã uống cạn bột hơi nói nàng cũng chẳng đâu vào đâu người không biết còn tưởng là đang uống rượu ở quán ven đường sắc mặt thiệu bá hành càng lúc càng khó coi kéo lâm kha mấy lần được rồi em về trước đi nhưng lâm kha lại không để ý cô ta chỉ biết hôm nay thiệu bá hành đến đây để kêu gọi đầu tư vì vậy lại dùng chiêu cũ từng người trên bàn kính rượu uống được vài ly rồi lại gọi mấy vị tổng giám đốc trên bàn là anh trai em gái anh trai em gái uống ly này anh phải giúp đỡ bá hành nhà em nhé vị tổng giám đốc nam kia vỗ bụng bia trên mặt nở nụ cười chiếm được của hời được được lâm kha uống cạn ly rượu trắng trong tay lại như con bướm bay đến trước mặt người tiếp theo đi ngang qua tôi cô ta không quên liếc tôi một cái đầy khiêu khích ánh mắt cô ta rõ ràng muốn nói cô ta không chỉ có thể cướp thiệu bá hành khỏi tay tôi mà còn có thể giúp anh ta trong công việc ở mọi phương diện cô ta đều hơn tôi Tôi cúi đầu cười khẽ, quay sang nhìn Thiệu Bá Hành, sắc mặt anh ta không thể dùng từ khó coi để hình dung mà là đen đến mức có thể nhỏ ra nước. Hôm nay anh ta mất hết mặt mũi rồi, tất cả mọi người ở đây đều biết bạn gái anh ta là loại người gì. Thực ra mọi người đều không quan tâm đến đời tư của người khác, có người chơi bời thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng một khi đưa lên bàn cân thì lại khác. Tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ Thiệu Bá Hành nói trắng ra thì ngay cả người bên cạnh mình còn quản không được thì làm sao mà quản lý được công ty. Quả nhiên, sau đó mọi người đều nói hết lời hay ý đẹp, nhưng khi nói đến chuyện đầu tư thì bắt đầu thoái thác, nói rằng vốn đang eo hẹp. Ngay cả tổng giám đốc của hai công ty đầu tư, vốn đã gần như đàm phán xong cũng thay đổi thái độ. Không ai nói với Lâm Kha rằng cô ta biểu hiện rất mất mặt. Mọi người đều như xem trò cười, nhìn cô ta vô tư uống càng lúc càng nhiều. Cuối cùng say khướt đến mức đứng cũng không vững, ngã vật ra ghế. Ăn xong, mọi người lần lượt ra về, không ai quan tâm đến Lâm Kha, kể cả thiệu bá hành. Lâm Kha lật người bắt đầu nôn, đến cuối cùng không còn gì để nôn nữa. Họ đến đau đớn, nước mắt giàn ruộng. Còn thiệu bá hành chỉ đứng một bên nhìn cô ta nhân sự bất tỉnh với vẻ ghê tởm và lạnh lùng. Tôi đột nhiên thấy hơi buồn cười. Hồi đó anh ta vì cô ta mà không chút do dự từ bỏ tình cảm 5 năm của chúng tôi. Tôi còn tưởng họ là tình yêu đích thực. Hóa ra cũng chỉ đến thế. Tôi đứng dậy ra ngoài. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy thiệu bá hành đang dựa vào hành lang hút thuốc. Lúc ở bên tôi anh ta chưa bao giờ hút thuốc vì tôi nói ghét mùi thuốc lá. Nhưng bây giờ anh ta lại rít từng hơi. Làn khói trắng che khuất khuôn mặt nhưng dáng vẻ mệt mỏi thì không thể che xấu tôi đi ngang qua anh ta anh ta nắm lấy cổ tay tôi trần nặc có lẽ là do vừa hút thuốc xong nên giọng anh ta hơi khàn cúi đầu nhìn tôi vẻ mặt không nói nên lời dạo này em thế nào cũng ổn tôi cười công việc thuận lợi cuộc sống như ý không có gì không tốt nhưng trông anh thì không được tốt lắm khóe miệng thiệu bá hành nhếch lên một nụ cười chua chát dập đầu thuốc lá trong tay vào thùng rác đúng vậy anh sống không được tốt lắm Em tưởng anh và Lâm Kha ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Trước kia lúc bên em, anh luôn cảm thấy hơi gò bó vì anh biết người như em, độc lập tự trọng, em sẽ không chiều theo sở thích của anh. Hơn nữa, anh thương em, em tốt như vậy, anh không nỡ đối xử với em như vậy. Nhưng Lâm Kha thì khác, cô ta ngu ngốc, nông cạn, nhưng cô ta yêu anh hết lòng, nguyện ý làm mọi thứ vì anh. Anh có thể thoải mái chút bỏ áp lực lên người cô ta, làm mọi điều anh muốn anh không cần thương xót cô ta vì cô ta cũng không cần anh tưởng ở bên cô ta anh sẽ thoải mái hơn nhưng bây giờ anh càng ngày càng mệt mỏi tôi im lặng chúng tôi đều biết tại sao anh ta mệt mỏi loại phụ nữ như lâm kha muốn hưởng thụ niềm vui do sự tùy hứng và sự cống hiến của cô ta mang lại thì phải chịu đựng sự không đúng lúc và không đủ đứng đắn của cô ta những ngày này nghe nói lâm kha gây không ít phiền phức cho anh ta Nhà Lâm Kha đã phá sản từ rất sớm, từ khi bố mẹ cô ta biết cô ta yêu Thiệu Bá Hành thì ba ngày hai lần đến công ty Thiệu Bá Hành xin tiền, lần nào cũng tự nhận là bố mẹ vợ của Thiệu Bá Hành, có lần đến đúng lúc Thiệu Bá Hành đang họp, Lệ Tân không cho vào, kết quả mẹ Lâm Kha còn đánh cả Lệ Tân, chưa kể đến những phiền phức mà Lâm Kha gây ra cho Thiệu Bá Hành, chẳng trách dạo này trên người Lâm Kha không còn vết thương nào chắc thiệu bá hành mệt mỏi lắm cũng chẳng buồn dạy dỗ cô ta nữa thiệu bá hành thích sự độc lập của tôi thích sự giúp đỡ mà năng lực làm việc của tôi mang lại cho anh ta nhưng lại không bỏ được sự lẳng lơ và phóng túng của lâm kha đàn ông luôn như vậy vừa muốn vừa cần anh rất hối hận trần nặng thiệu bá hành nhắm mắt lại hơi cúi người trước mặt tôi đây là một tư thế cầu xin chúng ta từng tốt đẹp như vậy là anh đã phá hỏng tất cả anh tưởng anh thích Lâm Kha, nhưng những ngày này anh đã nghĩ thông suốt rồi, anh chỉ thích cơ thể của cô ta, anh chưa bao giờ tìm hiểu tâm hồn cô ta, vì anh không hề quan tâm cô ta là người như thế nào, anh vẫn thích em, em có thể không em có thể không, không thể. Tôi dứt khoát ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thiệu Bá Hành có một đôi mắt rất đẹp, đen láy dịu dàng, hàng mi dài tôi đã từng vô số lần đắm chìm trong sự dịu dàng của đôi mắt ấy nhưng bây giờ tôi chỉ thấy buồn nôn đừng làm tôi buồn nôn nữa thiệu bá hành thiệu bá hành tái mặt tôi tránh khỏi anh ta bước nhanh rời đi thiệu bá hành nhanh chóng chia tay lâm kha khi bạn bè kể lại với tôi họ mang theo thái độ hà hê hồi đó tôi đã nói họ không thể đi đến cuối cùng rồi cô nhìn lâm kha xem đó không phải là người có thể cưới về làm vợ Cô nói xem, năm đó cô đối xử với anh ta tốt biết bao, vì giúp anh ta mà mệt chết mệt sống. Đàn ông có phải đều hèn hạ không? Có được rồi thì không trân trọng, hay là đều thích những người lẳng lơ? Tôi cắt ngang lời cô ấy. Tôi không muốn nghe chuyện của họ nữa, nói chuyện khác đi. Trước đây tôi có lẽ không vượt qua được, nhưng lần gặp thiệu bá hành trước, tôi đột nhiên phát hiện ra tôi đã buông bỏ rồi. Người đàn ông này chưa bao giờ là người tôi yêu, tôi yêu chỉ là một ảo tưởng được ngụy trang chỉ là chuyện thiệu bá hành và lâm kha chia tay tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy lâm kha điên cuồng như vậy tôi nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng buông tay quả nhiên chỉ vài ngày sau tin nhắn trong nhóm bạn đột nhiên nổ tung tôi liếc mắt nhìn phát hiện họ đã chụp màn hình vòng bạn bè của lâm kha rồi gửi vào nhóm chết tiệt trần nặc mau xem lâm kha đăng thật biết chơi quá trong ảnh chụp màn hình lâm kha đã đăng hàng chục bức ảnh thiệu bá hành từng dạy dỗ cô ta còn cả đơn bệnh án trong đó cái lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc đủ loại dụng cụ chơi chưa từng thấy khuôn mặt lạnh lùng của thiệu bá hành và biểu cảm mê mẩn của lâm kha hiện rõ cô ta đăng một bài tiểu luận dài nội dung chính là tố cáo cô ta đã yêu thiệu bá hành nhiều năm như vậy Đối với anh ta toàn tâm toàn ý, vì anh ta mà hy sinh nhiều như vậy, bây giờ anh ta nói chia tay là chia tay. Thiệu Bá Hành từ năm 14 tuổi em đã cùng anh nếm trái cấm, những năm qua em chưa từng từ chối yêu cầu của anh, cho dù anh có làm em vào viện mấy lần, em cũng cam tâm tình nguyện, em đã hiến dâng toàn bộ con người mình, toàn bộ tinh thần của mình cho anh, vì anh mà em trở nên không ra người không ra quỷ. Bây giờ anh nói không cần em là không cần em, muốn đá em như đá một con chó. Em nói cho anh biết, không có cửa đâu. Em chết cũng phải kéo anh chết theo. Bà dấu chấm than kinh hoàng, cách màn hình tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô ta khi gõ những chữ này. Chuyện kỳ lạ là nhanh chóng lan truyền với tốc độ kinh hoàng. Đầu tiên là nhóm nhỏ địa phương của chúng tôi, sau đó không biết ai đăng lên Weibo. Mọi chuyện bỗng trở nên không thể kiểm soát. Công ty của Thiệu Bá Hành tuy quy mô không lớn, nhưng bố anh ta là người nắm quyền của tập đoàn Thiệu Thị, mà Thiệu Thị lại là tập đoàn có tiếng trên toàn quốc. Tin tức về người thừa kế giàu có cùng chuyện tình kỳ lạ của người phụ nữ nhanh chóng lên hot search. Những vụ bê bối lộn xộn khiến giá cổ phiếu của Thiệu Thị ngày hôm sau mở cửa đã giảm trực tiếp 7 điểm. Bố Thiệu tức giận đến mức đột quỵ. Ông ta nằm liệt nửa người trên giường, chỉ định anh trai cùng cha khác mẹ của Thiệu Bá Hành tiếp quản Thiệu Thị. Ngày hôm sau, anh trai của Thiệu Bá Hành đã thay thế bố Thiệu trở thành chủ tịch mới, sau đó trực tiếp bãi chức Thiệu Bá Hành, đồng thời đưa em gái cùng mẹ ruột của mình vào công ty làm phó tổng giám đốc điều hành. Ai cũng có thể nhìn ra, Thiệu Bá Hành từng được kỳ vọng nhất đã bị nhà họ Thiệu từ bỏ. Trước đây anh ta là đứa con được bố Thiệu yêu thương nhất, nhưng trong chuyện của Lâm Kha, anh ta lại khiến ông ta thất vọng hết lần này đến lần khác. Trong mắt những người như họ, chơi bời với phụ nữ không sao, chơi thế nào cũng không sao, nhưng để một người phụ nữ nắm thóp như vậy, thậm chí còn gây ra vụ bê bối ảnh hưởng đến gia tộc như vậy thì đó là ngu ngốc, mà người ngu ngốc thì không thể kế thừa gia tộc. Mẹ ruột của anh trai Thiệu Bá Hành bị mẹ của Thiệu Bá Hành bức chết. Ai cũng biết sau khi anh ta lên nắm quyền sẽ trả thù Thiệu Bá Hành như thế nào. Thiệu Bá Hành xong đời rồi. Ngày Thiệu Bá Hành tìm đến, đúng lúc trời mưa cuối cùng của mùa thu, cái lạnh xe sắt nhắc nhở rằng mùa đông sắp đến. Tôi mở cửa. Bên ngoài, Thiệu Bá Hành đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trên người, mái tóc luôn chảy chuốt, giờ bị nước mưa làm cho ướt dính vào chán. Anh ta vẫn đẹp trai, chỉ có điều có chút tiểu tụy. Đến đây làm gì? Có chuyện gì không? thiệu bá hành cúi đầu một lúc sau khóe miệng nở một nụ cười chua chát anh còn có thể đi đâu tôi không nói gì thiệu bá hành dù sao cũng là người thừa kế được nhà họ thiệu mặc định trước đây lại nắm giữ công ty lâu như vậy nói anh ta bây giờ trắng tay tôi không tin chỉ là giả vờ đáng thương thôi không có chuyện gì thì tôi đóng cửa đây thiệu bá hành chặn cửa vội vàng nói chờ đã anh chỉ muốn nói hai câu thôi anh nói đi anh biết trước đây anh đã sai đến mức nào thiệu bá hành cúi mặt hồi anh còn nhỏ ai cũng mắng anh là con của kẻ thứ ba sau đó những đứa con riêng của bố anh lần lượt xuất hiện anh thường nhìn thấy mẹ anh khóc một mình vào ban đêm lúc đó anh đã nghĩ sau này anh tuyệt đối sẽ không trở thành người như bố anh anh ta cười một cái nhưng nụ cười đó không hề có chút ý cười nào chỉ là cuối cùng anh vẫn trở thành loại người như vậy Lúc đó anh bật rộn thể hiện trước mặt bố anh, tranh giành gia sản. Bố anh có rất nhiều con, thủ đoạn không bao giờ dứt. Ngày nào anh cũng rất mệt mỏi, rất áp lực. Thực ra khi ở bên em, anh thực sự muốn chấm dứt với Lâm Kha. Nhưng khi tinh thần căng thẳng, anh thực sự cần giải tỏa. Anh biết em sẽ không chấp nhận. Cô ta tìm đến anh nói với anh rằng đừng có áp lực tâm lý. Cô ta tuyệt đối sẽ không để em phát hiện ra. Anh muốn làm gì trên người cô ta cũng được. Anh đã bị quỷ ám rồi, lúc đầu anh nghĩ chỉ một lần này thôi, lần sau anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa, nhưng thứ này sẽ gây nghiện, một lần, hai lần, ba lần, lần nào anh cũng tự nhủ với bản thân rằng không thể tiếp tục được nữa. Giọng anh ta run rẩy, nhưng anh không dừng lại được. Đèn cảm ứng trên hành lang nhấp nháy vài lần rồi không sáng nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt Thiệu Bá Hành thoáng lên một tia nước mắt anh biết anh có lỗi với em nhưng trần nặc anh thực sự yêu em anh thực sự hối hận rồi mấy ngày nay anh mới hiểu ra anh đối với lâm kha chỉ là sự giải tỏa dục vọng bấy lâu nay em là người duy nhất anh yêu anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội nữa anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em nữa coi như vì tình cảm của chúng ta bấy lâu nay Thiệu Bá Hành từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Những năm gần đây luôn thuận buồm xuôi gió được mọi người nâng niu. Tôi chưa từng thấy anh ta hèn mọn như vậy. Nói thật, tôi tin Thiệu Bá Hành từng yêu tôi. Tình yêu trong mắt anh ta từng rõ ràng như vậy. Nhưng nói yêu đến mức nào thì cũng không biết. Anh ta ở giữa tôi và Lâm Kha thì đã chọn Lâm Kha có thể giúp anh ta chút bỏ dục vọng. Sau khi chán Lâm Kha lại đến tìm tôi tình yêu của anh ta luôn cân nhắc thực ra anh ta chỉ yêu bản thân mình thiệu bá hành đưa tay muốn nắm tay tôi ánh mắt tôi dừng lại ở cổ tay lộ ra của thiệu bá hành những vết đỏ lốm đốm trên làn da trắng của anh ta rất rõ ràng tôi ngây người lùi lại một bước đó là gì chuyện không như tôi nghĩ là sẽ nhanh chóng kết thúc mà nhanh chóng dấy lên một cao trào mới những cư dân mạng có thần thông quảng đại đã đào ra một bí mật khác về chuyện chia tay của Thiệu Bá Hành và Lâm Kha. Mẹ tôi làm ở bệnh viện thành phố. Ngài nói trước đây, Thiệu Gia Nhị Thiếu đã đến bệnh viện để kiểm tra, mắc bệnh giang mai. Bây giờ hình như đã là giai đoạn 2 rồi. Cư dân mạng bình luận rôm rả. Đáng đời, trời bời chắc táng như vậy, anh ta không mắc bệnh hoa liễu thì ai mắc chứ? Ôi trời ơi, chuyện giang mai không phải là chuyện xùi màu gà, chỉ là yêu đương thôi, xác suất mắc bệnh lậu Cô gái kia thật xui xẻo, bị chơi đùa lâu như vậy còn bị lây bệnh hoan liễu. Bây giờ nói bị bỏ rơi là bị bỏ rơi, thật sự thảm. Một cư dân mạng có ảnh đại diện hơi quen thuộc đã tiết lộ. Các người tưởng cô gái kia là thứ tốt đẹp gì chứ? Cái bệnh này là cô ta lây cho anh ta, không phải là anh ta lây cho cô ta đâu. Tôi quen biết anh ta ngoài đời. Anh ta vốn có một người bạn gái đã yêu nhau 5 năm. Hai người rất tình cảm, sắp đính hôn rồi. Kết quả là bị cô gái này cướp mất. Tất nhiên, anh ta cũng không phải là thứ tốt lành gì, trước đây vẫn luôn lén bạn gái chơi trò yêu đương mập mờ với cô gái này, nhưng lần này là lúc hai người cãi nhau, cô gái kia tức giận một mình đi quán bar uống rượu, kết quả say rượu bị người ta ừm um, rồi mắc bệnh hoan liễu, anh ta không biết nên bị lây. Lúc đầu anh ta còn tưởng mình bị dị ứng, kết quả khi biết thì đã muộn rồi. Anh ta đi điều tra camera giám sát của quán bar, cô gái kia không chối cãi được nữa, đành phải thừa nhận anh ta tức đến mức suýt chết lúc này mới thấy quyết chia tay tóm lại là một câu chuyện toàn những kẻ xấu xa chỉ có bạn gái cũ là thực sự đáng thương tôi ngần ra một lúc lâu mới nhận ra đây đúng là một người bạn chung của tôi với thiệu bá hành lúc trước rất bất bình thay tôi vì thiệu bá hành đá tôi những gì cô ấy nói hẳn là thật không ngờ sự việc lại như vậy cư dân mạng như phát sốt Liên tục mấy ngày, Thiệu Bá Hành và Lâm Kha đều chiếm giữ những vị trí đầu bảng tìm kiếm. Cư dân mạng đều chỉ trích lối sống hỗn loạn và đạo đức vô liêm sỉ của họ. Những người bạn xung quanh cũng bàn tán về chuyện của họ. Họ đã chết về mặt xã hội rồi. Lần cuối cùng gặp Lâm Kha là ở bệnh viện. Tôi đến thăm một người bạn bị bệnh và nhập viện. Lúc mở cửa, tôi ngây người một lúc, suýt không nhận ra người trước mặt. Trong phòng sáu người chật trội, bên cạnh mỗi bệnh nhân đều có người nhà vây quanh hỏi han chỉ có lâm kha là co do trong góc cô đơn lẻ bóng bên cạnh không có một ai cô ta gầy đi rất nhiều mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình xương vai nhô ra quần áo mặc rất kín nhưng trên làn da lộ ra vẫn có rất nhiều vết đỏ thậm chí là lở loét trước đây cô ta cũng không thể nói là đẹp chỉ là trên người luôn có một vẻ quyến rũ kiêu xa nhưng bây giờ đây lại như người chết sống Ánh mắt đờ đẫn dựa vào giường. Ánh mắt của những bệnh nhân xung quanh nhìn cô ta đều có chút khác thường, thì thầm to nhỏ. Tôi nghe thấy người phụ nữ trung niên sau lưng mình và y tá cãi nhau ẩm ý. Sao lại sắp xếp chúng tôi ở chung phòng với người mắc bệnh bẩn thiểu như vậy? Ai biết cô ta có lây không? Hơn nữa, ai biết trên người cô ta còn có bệnh gì khác không? Tôi đã xem tin tức rồi, cô ta chơi bời chắc táng lắm. Con gái nhà lành mà không biết tự trọng. Rõ ràng, bà ta rất không hài lòng khi ở chung phòng với Lâm Kha, khạc nhổ xuống đất. Thật là đồ đê tiện. Lâm Kha như không nghe thấy gì, không nhúc nhích. Mãi đến khi tôi thăm bạn xong định đi, cô ta mới lên tiếng. Giọng nói khàn khàn không ra hơi, hoàn toàn không nghe ra vẻ dịu dàng như trước. Trần nặc, cuối cùng thì tôi vẫn thắng. Cô ta chừng mắt nhìn tôi, xương gỏ má nhô cao, trông như ác quỷ treo từ địa ngục lên, cười khủng khủng thiệu bá hành chọn tôi chứ không chọn cô anh ấy yêu tôi cuối cùng tôi đã thắng tôi sẽ không để anh ấy quay lại tìm cô tôi sẽ không tha cho hai người cho dù hai người có làm lành thì anh ấy cũng sẽ mãi nhớ đến tôi anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi tôi nhìn cô ta cơn giận đã tan biến thay vào đó là lòng thương xót sâu sắc người phụ nữ này sống cả đời chỉ vì người khác thiệu bá hành đã trở thành trụ cột trong cuộc đời của cô ta Cô ta yêu thiểu bá hành, nhưng cô ta chưa bao giờ yêu chính mình. Tôi bình tĩnh nói, nếu như nghĩ như vậy, có thể khiến cô vui hơn thì tùy cô. Sau đó tôi đóng cửa rời đi, phía sau chuyển đến tiếng gào thét như quỷ, trần nặc. Tiếp theo là tiếng đồ vật va chạm rơi xuống đất và tiếng chửi rủa không ngừng. Mẹ kiếp, mày khóc tang hả? Câm miệng. Trên hành lang tôi vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở phòng lấy thuốc nói là quen thuộc chỉ là cảm giác. Thực tế bóng lưng đó đã thay đổi đến mức kinh thiên động địa. Thiệu bá hành, tôi thử gọi. Người đó cứng đơ, chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt từng dịu dàng sáng ngời như nước hồ, giờ chỉ còn lại sự đờ đẫn như người chết. Sau đó, anh ta hoảng sợ giật áo khoác trùm kín đầu mặt, chen qua đám đông, bỏ chạy như thể đang trốn chạy. Tôi ngây người. Thiệu bá hành luôn kiêu ngạo tự mãn, ý chí hừng hực. Tôi chưa từng thấy anh ta thảm hại như vậy. Ngoại hình không thay đổi nhiều, chỉ là tinh thần khí phách trên người anh ta như thể đã bị rút cạn, cả người như một cái xác không hồn. Thiệu bá hành sau khi biết mình bị bệnh thì không đến tìm tôi nữa. Có lẽ anh ta biết được thái độ của tôi, hoặc có lẽ anh ta không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng không ra gì của anh ta bây giờ nghe nói anh cả của anh ta đã đuổi anh ta và mẹ anh ta ra khỏi nhà không chia cho một xu nào bố thiệu dù sao cũng thương người phụ nữ mình yêu nhất và đứa con trai thứ mà mình cương chiều nhất nghe nói ông ta đã hối hận còn muốn giành lại quyền lực của tập đoàn chỉ là đã quá muộn người con trai cả của ông ta đã sớm sắp xếp người của mình vào các tầng lớp cao lần này nhân cơ hội này đã nhanh như chớp nắm quyền kiểm soát toàn bộ hội đồng quản trị từ đó nắm quyền kiểm soát tập đoàn. Từ đó nắm quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn Thiệu Thị, anh ta bỏ ra một số tiền lớn để nuôi bố Thiệu ở bệnh viện tư, mọi người đều khen anh ta hiếu thuận, nhưng ai cũng biết đây là một kiểu giam lỏng. Sự thay đổi quyền lực đã hoàn thành, thời đại của bố Thiệu đã không còn nữa. Ông ta không còn có thể che chở cho người phụ nữ và đứa con trai mà mình thiên vị được nữa. Còn Thiệu Bá Hành không chỉ bị đuổi ra khỏi nhà mà còn mắc vài căn bệnh này. Anh ta phát hiện ra đã quá muộn. Hiệu quả điều trị không mấy khả quan. Nghe nói căn bệnh này đến giai đoạn cuối, thậm chí sẽ xâm nhập vào xương và hệ thần kinh trung ương, thậm chí gây tử vong. Sau khi mất đi danh tiếng sự nghiệp, anh ta cũng mất đi sức khỏe của mình. Anh ta mất đi tất cả chỉ trong một đêm. Thiên tri kiêu từ ngày nào sao chịu nổi đả kích như vậy? nghe bạn bè thở dài kể anh ta bây giờ thảm hại lắm nhưng khi tận mắt nhìn thấy lòng tôi vẫn chăm mối ngổn ngang nhưng có thể trách ai được chứ từ đầu đến cuối đều là lựa chọn của anh ta anh ta cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả khi mặt hồ trong công viên bắt đầu tan băng tôi nhận được lệnh bổ nhiệm của tổng công ty trụ sở chính thành lập một công ty con ở ý muốn tôi đến công ty mới làm tổng giám đốc tôi suy nghĩ mấy ngày rồi vẫn nhận lời trước đây tôi luôn xoay quanh thiệu bá hành mà sống bây giờ mọi chuyện đã qua tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới khi máy bay bay qua tầng mây tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trên mặt đất vô số đốm đèn nhỏ nối thành một mảng giống như một mảnh sao mọc lên từ mặt đất rất nhanh những ngôi sao đó bị bay che khuất sau một hồi mịt mù không còn nhìn thấy gì nữa không biết qua bao lâu khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ chiếu vào một luồng ánh sáng màu cam. Tôi hơi nghiêng mặt, bên ngoài cửa sổ là một mảnh mặt trời rực rỡ, màn đêm hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, muôn vàn tia sáng xuyên qua tầng mây từ cửa sổ nhỏ chen nhau ùa vào, ấm áp chiếu lên người tôi. Tôi mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Trời sáng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn, người tình của chồng mang đến bí mật sốc trong ngày cưới, nữ chính lập tức hủy hôn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Quý các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.